Hello mọi người, thì hôm nay buổi sáng cái nhà đang ngang nhà mình đã đang cất đây. Thì mình sẽ quay cho các bạn coi là cái nhà ở Mỹ này họ cất như thế nào nha các bạn. Các bạn thấy đa phần là gỗ hết. Tất cả họ cất đều là bằng gỗ các bạn. Cái này là gara để xe nè, rồi kia là cửa trước. Thì mình sẽ đi vô để mình quay cho các bạn coi nha. Các bạn thấy không? Hoàn toàn bằng gỗ hết. Đây nóc nhà cũng bằng gỗ nè, nhưng mà sau khi họ xây xong thì nó giống gì nè các bạn. Họ cẩn gạch bên ngoài và họ ốp mái đồ lên các bạn thấy không? Đó. Rồi các bạn nhìn đâu cái ga gỗ đâu, các bạn thấy không? Đấy, họ làm bằng gỗ hết. Sàn thì sàn bê tông các bạn, sàn bê tông xong rồi họ sẽ lót những cái gạch đồ lên. Đấy các bạn thấy không? Ở trong đây, kết cấu bên trong cũng hoàn toàn bằng gỗ hết các bạn. Mình thấy không? Nè, những cái sườn đều là bằng gỗ hết. Ở đây là một cái gara, ở đây là một cái phòng nè các bạn. Nhà này một phòng, hai phòng, ba phòng và bốn phòng các bạn. Này là washroom nè các bạn. Đấy các bạn ha, đây là phòng khách nè. Đấy các bạn thấy bên trong không? Đó, nóc nè. Kết cấu hoàn toàn bằng gỗ hết các bạn, không có cái gì gọi là bằng sắt hết đó. Kết cấu nguyên nhà rất là đơn giản các bạn thấy không? Chứ không phải giống như ở Việt Nam mình mà chúng ta xây bằng bê tông cốt thép đâu. Bên đây là hoàn toàn bằng gỗ hết. Cất rất là đơn giản. Họ nhà này họ cất trong vòng 2 tháng là xong cái sườn này đó các bạn. Đổ bê tông thì rất là nhanh. Mà rất là dở nè. Bị nứt rồi nè. Rồi đổ bê tông thì trong vòng khoảng một ngày là xong các bạn. Các bạn thấy không? Hoàn toàn bằng gỗ và đóng đinh hết đó các bạn. Các bạn thấy đinh không? Đây nè, đinh nè. Đinh họ bỏ lại đây. Đó, mấy cái kẹp thì bằng ton đó các bạn. Các bạn thấy không? Nhà ở Mỹ này họ xây siêu đơn giản luôn á. Các bạn thấy không? Đâu có cái gì gọi là phức tạp đâu. Cái này là một cái restroom nè. Bồn cầu nằm đây nè, cái sinh nằm bên kia. Đây là một phòng nữa nè các bạn. Mời các bạn thấy không? Phòng rất là nhỏ, nhỏ xíu xíu. Đây nè. Nhà này thì họ bán là 400 ngàn nha các bạn. Kinh khủng không? 400 ngàn cho một cái nhà này. Đây mình sẽ đi vòng ra ngoài để mình quay cho các bạn coi nha. Đây là cửa chính nè. Đó, nhưng mà sau khi mà xây xong các bạn thấy không? Nhìn nó rất là hoành tráng. Mình sẽ cẩn gạch được vô. Nếu mà thấy bên ngoài cửa chính nè, hoàn toàn bằng gỗ hết. Không có cái gì gọi là thép như Việt Nam này cả. Chỉ có sàn và sàn bê tông nè. Bên ngoài thì họ cẩn một cái lớp này, giấy này để chi? Giấy này họ cẩn là để cho nó chống thấm nước đó các bạn. Giấy này giấy chống thấm nè. Đó, đây là một cái cửa sổ nè. Đây là một cái phòng nữa nè. Phòng này rất là nhỏ các bạn. Các bạn thấy không? Kết cấu họ làm rất là đơn giản, chỉ có bằng gỗ. Và sau khi đó thì họ đóng những cái tường bằng thạch cao lên các bạn. Nên mình sẽ đi vòng nhà sau này. Đây là cửa sau của họ đây. Đó, đây là cửa sau này. Nói chung cái nhà này thiết kế cũng gần giống như nhà mình đó. Cửa sau này các bạn. Hai cửa sổ. Cửa sau thì nằm bên đây. Đó. Các bạn thấy không? Nhà này họ thiết kế rất là đơn giản luôn á. Việt Nam mình thiết kế bằng cầu kỳ đúng không? Bê tông cốt thép. Nhưng mà nhà ở Mỹ các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Đây là cái trần chính giữa đây các bạn thấy không? Đây là bằng gỗ các bạn. Nóc nhà cũng bằng gỗ nhưng sau đó họ lớp cái nóc lên thôi. Đây là phòng master nè. Master là phòng bự nhất trong một căn nhà. Thì trong đây nó có luôn cả washroom các bạn. Đây đây. Master đây là washroom nè. Đó, cái chỗ phòng này chắc phòng washroom để dành có bồn cầu trong đây. Tắm ở đây. Đúng rồi, chỗ tắm là chỗ ở đây. Và trong đây là cái phòng quần áo các bạn. Phòng đeo quần áo.
Nói chung phòng quần áo này tương đối rộng, còn phòng ngủ này nhỏ nữa. Đó, nhà này là họ bán 400.000 các bạn. Nếu mà thấy không, mình quay tổng quát để cho các bạn coi. À, nhà này 400.000 là 4 phòng ngủ mà nó chỉ có 2.000 square feet thôi. Họ làm rất là đơn giản luôn, không có cầu kỳ đâu, toàn là đinh không, nó đóng bằng đinh thôi. Đây là một cái phòng khách đây nè các bạn, phòng khách tương đối rộng, bếp nằm đó. Cái phòng này là phòng đựng những cái đồ ăn khô. Gara này thì đậu được 2 xe các bạn. Các bạn ha, họ làm bê tông xong họ bỏ những cái ốc vô để họ dặn thành một cái nền nhà. Đó, cái nhà của Mỹ thiết kế là nói chung là đơn giản vậy thôi các bạn. Ok, thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Nếu mà các bạn nào thích video của mình thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.